neo giống cũ, rớt lại cây anh chị em mình chơi nó vừa tàn hoa nè. Cái anh chị em mình thấy tàn hoa mình chơi, bỏ lại viêm treo vô vườn nè, bữa nay nó lên hoa mới anh chị thấy không? Hoa mới hen. Rồi nó rễ phúng ra nè. Đó. Đây, rễ con mới nhú nhú rồi đó ha. Trong đây nè. Trong đây nè, anh chị thấy không? Nó rễ khắp nơi rồi. Ra rễ mới trên cái rễ cũ. Công nhận thấy cưng thiệt. Hôm bữa Nguyên gửi hình qua anh chị em mình chơi, nói cây sao mà nó tàn hoa rồi. Đó, bữa nó có hai vòi hoa đây nè. Một vòi, hai vòi ha. Nó hơi cỏi một chút xíu. Ừ. Nhìn thấy cái cục này nó cỏi quá nên anh chị em mình chơi. Chỉ ai á thảy ra vườn là bắt đầu nó hồi sinh rồi nè. Bây giờ vừa lên hoa mới mà vừa lên rễ mới nữa. Ok luôn á. Đó, cưng chưa? Bây giờ mình nói cây lan sức sống mạnh liệt lắm, cỡ nào nó cũng lên hết. Hôm bữa nhìn tàn tạ thấy mày ghê luôn. Hôm bữa nhìn tàn lắm, anh chị em mình thấy không?